Hi, xin chào các bạn. Tiếp tục video mới hôm nay thì Trang gửi đến cho các bạn thêm một sản phẩm cũng như là mình có nhiều sự lựa chọn hơn để chăm sóc cho làn da mình được khỏe khoắn và được mịn màng hơn. Và hôm nay thì Trang muốn gửi đến cho các bạn đó là mặt nạ. Nếu mà nói về mặt nạ thì các bạn cũng thường hay suy nghĩ ồ, mặt nạ thì rất là nhiều đúng không? Nhưng mà mặt nạ mà Trang muốn gửi đến cho các bạn thì nó sẽ có sự khác biệt và nó đặc biệt hơn những cái mặt nạ thông thường như hiện tại bây giờ như thế nào. Thì Trang mời các bạn cùng xem hết video này nha. Chào các bạn nha, hôm nay thì Trang gửi đến cho các bạn chủ đề đó là về mặt nạ. Mặt nạ nếu mà nói hiện tại bây giờ thì các bạn thấy trên thị trường mình mặt nạ rất là nhiều loại khác nhau. Mỗi loại thì mỗi công dụng khác nhau, nhưng mà các bạn cũng có là chưa hiểu rõ về mặt nạ như thế nào. Và Trang cũng xin giải thích sơ cho các bạn hiểu hơn. Mặt nạ đó là một sản phẩm mà các nhà sản xuất người ta đưa ra để giúp cũng như là bổ sung những cái dưỡng chất vào cho làn da của mình được khỏe khoắn, được mịn màng hơn. Ngoài những cái bước mà các bạn dùng serum hoặc là dùng kem dưỡng vào ban ngày hoặc là ban đêm, thì ngoài ra mặt nạ là một sản phẩm giúp hỗ trợ cho làn da của mình rất là tốt. Đối với mặt nạ thì hầu như là các bạn cũng còn bị phân vân, cũng chưa có quen để dùng mặt nạ đó. Cho nên là video ngày hôm nay thì Trang cũng muốn gửi đến cho các bạn thêm một sản phẩm về mặt nạ. Và mặt nạ mà Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn khác biệt với những mặt nạ khác trên thị trường hiện tại như thế nào, và công dụng mang đến cho làn da của mình được khỏe khoắn như thế nào. Thì đó là cái điều chính mà Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn ngày hôm nay. Và Trang muốn chia sẻ đến cho các bạn đó chính là mặt nạ M4. Đây là mặt nạ đến từ thương hiệu của Series. Và ngày trước Trang cũng có chia sẻ đến cho các bạn mask đó là xà phòng á, lấy sạch đi những cái bụi bẩn bã nhờn trên khuôn mặt cũng như là mình tắm được cho body đó. Thì nếu mà các bạn nào chưa xem được cái video đó thì các bạn chịu khó quay lại xem giùm Trang nha. Mask công dụng là gì thì các bạn cứ vào đó xem. Và hôm nay thì Trang lại muốn gửi thêm cho các bạn đến đó là mặt nạ M4. Và khi mà Trang cầm một chiếc hộp như thế này của thương hiệu Series trên tay, các bạn thấy rất là chắc chắn luôn và rất là sang. Khi mà mình mở hộp bên trong ra, các bạn thấy đây, đây là cái sản phẩm mặt nạ mà mình lấy một cái hũ ra như thế này nè, các bạn thấy rất là đẹp luôn và nhìn nó chắc chắn cực kỳ luôn nha mọi người. Và dung tích của cái hộp mặt nạ này nó là 55ml, cho nên là dùng lâu lắm. Như cái này thì Trang dùng khoảng tầm 2 tháng hơn 3 tháng luôn á. Nhiều khi mình dùng ít á, tại thường thì Trang dùng cái này chỉ có một lần một tuần thôi, và cho nên nó dạng bùn khoáng như thế này nè các bạn. Và thành phần chính trong một hộp mặt nạ như thế này đó là bùn khoáng biển chết. Thì đây là sản phẩm lấy từ biển chết thì nó rất tốt cho về làn da cũng như là phục hồi làn da nè, giúp cho làn da mình được trẻ hóa hơn. Ngoài ra thì khi mà các bạn dùng cái mặt nạ này trên da, nó cũng sẽ làm cho cái lỗ chân lông mình nó được thông thoáng hơn, nó được sạch cái làn da mình hơn, níu lại cái tuổi thanh xuân cho mình hơn. Thành phần thứ hai chính ở trong cái mặt nạ M4 này thì lại có là chiết xuất cúc la mã. Thì chiết xuất cúc la mã Bắc Mỹ rồi, chuyên cho dưỡng trắng cũng như là làm ẩm, làm mềm cho làn da của mình. Thì đó là những cái thành phần chính trong cái mặt nạ M4. Và có thêm thành phần như là dầu hạt nho nè, rồi jojoba nè, và những cái thành phần như là bơ hạt mỡ đó là từ thực vật mọi người, và trong hay còn gọi đó là dạng bơ xi. Thì bơ xi nó có những cái thành phần rất tốt cho da như là vitamin A nè, vitamin E nè, vitamin F. Thì mỗi cái vitamin như vậy thì mỗi công dụng khác nhau. Như là vitamin A thì nó sẽ tăng cường cái sự collagen cho sự đàn hồi cho làn da của mình nè. Còn như là vitamin E đó thì lại giúp cân bằng lại cái hệ trên làn da cho mình nó được trung hòa nhất. Còn vitamin F á, thì nó lại phục hồi lại cái làn da cho mình. Còn những thành phần như là dầu hạt nho thì nó làm cho làn da mình được giống như là xe kích lỗ chân lông hơn, được mềm mại dưỡng ẩm hơn. Còn những cái hạt mà jojoba các bạn thấy có mặt trong sản phẩm, hoặc là những cái nguyên liệu mà có
cái mặt jojoba góp mặt trong đó thì nó giúp cho làn da các bạn cũng như là xóa đi những cái nếp nhăn cũng như là chống sự lão hóa trên làn da của mình. Thì đây là mặt nạ M4 gồm những cái thành phần chính trong sản phẩm. Ngoài ra thì khi mà các bạn dùng trên làn da của mình, nó sẽ giúp cho làn da mình nó được khỏe khoắn nè, dưỡng ẩm nè, đàn hồi nè, lấy lại cái tuổi thanh xuân cho làn da nè. Và quan trọng nữa, khi mà các bạn dùng cái mặt nạ này á, nó lại lưu lại trên làn da các bạn một cái dưỡng chất giống như là serum sau khi mà mình tháo cái lớp mặt nạ đó đi. Đó là điều đặc biệt của chiếc mặt nạ M4 này mà Trang muốn chia sẻ cũng như là gửi đến cho các bạn, để các bạn có những sản phẩm tốt cũng như là có những cái sản phẩm để mà các bạn còn lưu lại để mà mình có thể mình sử dụng hoặc mình trải nghiệm qua để giúp cho làn da mình nó được trẻ hóa hơn. Và đặc biệt mà Trang thấy về cái mặt nạ M4 thì nó khác với những cái mặt nạ khác trên thị trường hiện tại bây giờ đó, thì cái mặt nạ M4 này lại có tường tính. Từ tính là giống như các bạn hay liên tưởng tới là 500 á, thì cho nên đây là cái mặt nạ mà Trang cũng nói chung là Trang cũng không gành. Và khi mà người ta sản xuất ra cái mặt nạ, các bạn nhìn nó rất là bình thường luôn mọi người nè. Đây, để Trang chép ít cho các bạn xem, nó cũng giống như là một cái buồng khoáng bình thường mình vậy đó, nhưng mà nó lại có một cái từ tính trong đây mình không biết, nhưng mà mình lại dùng 500 để mình hít cái đó ra, cho nên nó lại khác biệt hơn so với những cái mặt nạ khác mà hiện tại mà các bạn trên thị trường có bán. Và trong cái mặt nạ này khi mà các bạn dùng á, thì nó lại có độ dưỡng ẩm trên da của mình mà các bạn không cần phải rửa mặt, cho nên đó là điều đặc biệt của mặt nạ này. Và ngoài ra thì nó lại giúp cho làn da các bạn được thải độc nữa đó, thấy không? Nhiều khi Trang thấy cũng có nhiều bạn sau này hay chọn cái những cái mặt nạ mà thải độc quá, cho nên Trang cũng hay vân vân nói ủa mặt nạ thải độc là cái gì, nó có tốt cho da mình hay không á. Nhưng khi Trang biết cái mặt nạ M4 này á, Trang dùng thì Trang thấy được cái da nó thật sự rất là sạch. Và thứ hai nữa, Trang dùng về cái mặt nạ này nó có dạng từ tính nữa, cho nên là mình không còn phải rửa mặt nữa. Bởi vì khi mà dùng qua cái M4 này rất là thích hơn là so với những mặt nạ khác, cho nên Trang thấy nó mang được cái hiệu quả cho làn da nè. Và cái công dụng khi mình thực hiện nó cũng dễ dàng hơn, cho nên Trang gửi đến cho các bạn hơn đó. Và sau đây thì Trang sẽ thực hiện cho các bạn biết về cái mặt nạ M4 này sử dụng như thế nào nha. Và bây giờ thì Trang sẽ thực hiện M4 này trên khuôn mặt của Trang nha, để cho các bạn dễ biết hơn khi mà mình sử dụng về mặt nạ này. Và các bạn có một cái chiếc muỗng nhỏ gì nè, trong cái hộp luôn á, người ta có tặng cho mình á. Rồi các bạn chỉ cần lấy cái mặt nạ này ra, các bạn dứt và các bạn thoa trên mặt mình lớp mỏng thôi. Xong mình nè mọi người, đó, các bạn chỉ cần lấy cái muỗng như thế này nè, các bạn quét trên mặt của mình cho nó lớp mỏng đều hết mặt nha. Mà các bạn này khi mà các bạn dùng cái mặt nạ này, các bạn đắp trên khuôn mặt của mình á, thì các bạn để trong tầm khoảng từ 5 phút
5 phút hơn cũng được nữa. Rồi các bạn hãy dùng cái cục 500 á để mình hút đi những cái dưới mặt nạ như thế này. Và khi mà các bạn thoa cái mặt nạ này trên da của mình á thì các bạn nó sẽ có cảm giác giống như là hơi nóng nóng ấm ấm cái da của mình. À, thôi nha, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới làn da hết, cho nên các bạn yên tâm đừng có sợ. Và đây là mặt nạ rất là phù hợp với mọi loại da luôn, và ưu tiên là những các bạn nào mà có tình trạng da khô á, hoặc là da mà lão hóa, thì đây là chiếc mặt nạ rất tuyệt vời cho những bạn mà đang có tình trạng da như vậy luôn. Và Trang sẽ để trong vòng 5 phút và Trang sẽ dùng cái chiếc 500 chẳng hết cho các bạn xem nha. Và trước khi mà các bạn hết cái này thì các bạn phải chuẩn bị cho Trang đó là cục 500. Và khi mà mua một sản phẩm M4 này nè, hình như là trong đó có tặng luôn cái cục 500 này á. Nếu mà các bạn không có cục 500 này thì chịu khó mình mua tí xíu nha. Và khi mà các bạn chuẩn bị 5 phút mình chờ đợi cái mặt nạ nó hơi khô tí xíu thì mình sẽ dùng 500. Và có hai cách cho các bạn sử dụng về chiếc mặt cái cục 500 như thế này. Thứ nhất là các bạn nên chọn cho Trang một cái bọc như thế này, các bạn bỏ vô đây đó. Các bạn bỏ vô như thế này nè, để khi mà các bạn hít á, nó sẽ dính trên này, là các bạn sẽ bỏ luôn cái bọc này luôn, mình sẽ thay cái bọc khác. Hai là các bạn sẽ dùng khăn giấy, các bạn gói cái cục 500 này lại và các bạn sẽ hít phân nửa mặt trước, bắt đầu mình sẽ hít phân nửa mặt còn lại, rồi sau đó mình sẽ bỏ, nó sẽ tiện hơn. Còn nếu mà các bạn để nguyên cái cục như thế này mà các bạn hít á, nó sẽ dính vô cho mày, tại vì cái mặt nạ này nó có từ tính ở trong chiếc mặt nạ này nữa, cho nên là khi mà các bạn dùng nguyên cái này mà các bạn hít luôn, nó dính trong này mình khó tháo ra lắm. Hồi nãy Trang test cho các bạn xem thôi mà nè, giờ nó vẫn còn dính lắm, nó không ra được, nó rất là khó. Cho nên là Trang khuyên là các bạn nên bỏ cho một cái chiếc bọc như thế này hoặc là khăn giấy nha. Nè mọi người, bây giờ Trang để mặt nạ được 5 phút rồi, bây giờ Trang sẽ hít cho các bạn xem nha. Và trước khi hít Trang cho các bạn xem lại nè, đó, mặt nạ này là mặt nạ bùng khoáng nha mọi người, và có từ tính trong mặt nạ này. Và Trang cũng đã chuẩn bị cục 500 như thế này rồi nha, và bây giờ Trang sẽ hít cho các bạn xem. Và mình sẽ hít phần nửa mặt bên trước rồi sau đó mình sẽ hít phần lại nha mọi người. Các bạn thấy không? Và cách thứ hai Trang muốn hướng dẫn cho các bạn là Trang dùng tờ khăn giấy như thế này. Thì đó là những cái cách mà Trang thường dùng, thì các bạn khi mà mình dùng thì các bạn xem mình tiện của cái nào thì mình dùng nha. Và Trang sẽ có cái cục 500 này lại. Thường á dùng giấy hay dùng bọc gì cũng được, nhưng mà Trang nghĩ là chắc dùng giấy nó sẽ dễ hơn. Rồi bắt đầu Trang sẽ hít tiếp phần còn lại cho các bạn xem nha. Bên này còn nè, để Trang hít cho hết nha. Các bạn cứ đưa từ từ nhẹ lên thế này. Đó. Bạn hít nha. Đó. Xem khăn giấy thì các bạn lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn. Giờ Trang hít tiếp phân nửa mặt còn lại nha mọi người, và mình cũng tiếp tục thay tờ dần khăn giấy khác và mình bỏ cục hít vô đây. Các bạn Trang nghĩ nếu mà các bạn dùng khăn giấy á, thì các bạn phải dùng 2-3 lớp á, để cho nó dài á, tại khi mà nó hết dính vô đây nè, cứ ngắt nào mình tháo ra nó cũng hay bị dính vô đây. Rồi bây giờ Trang sẽ hít phần còn lại nha.
Các bạn thấy không? Sau khi đã hít xong, wow, cái da nó thật là đẹp luôn đó nha mọi người. Đây, nhìn cho các bạn xem, nó thấy không? Da mình nó vẫn còn giữ lại cái độ ẩm tự nhiên của cái da, nó mềm 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 cái da mà giống như mình có một lớp serum vậy đó. Còn đây nè, các bạn thấy nè, đó, nó giống như là một cái sắt sắt dụng vậy đó, nó hít vô cái cục nam châm như vậy luôn nè. Từ tính là như vậy, nó có như có 500 trong này nè nó. Nhưng mà được cái là khi mà các bạn dùng cái mặt nạ này á, mình không cần phải đi rửa mặt. Các bạn thấy không? Da khi mà mình dùng cái 500 này hết lên nó vẫn sạch hết luôn trên cái khuôn mặt của mình, mà nó còn lưu giữ lại những cái dưỡng chất trên cái làn da của mình nữa. Cho nên đây là một mặt nạ màu form mà Trang thấy rất là thích khi mà sử dụng. Về thứ nhất là mình thấy nó hơi lạ lạ hơn so với những cái mặt nạ mấy loại khác ở trên thị trường bây giờ. Thứ hai nữa là khi mà các bạn dùng nó cũng có lưu lại giống như một lớp serum trên làn da, nuôi dưỡng phục hồi làn da mình, cũng như là cấp ẩm dưỡng ẩm và lấy đi những cái độc tố trên cái làn da của mình, giúp cho làn da mình nó sạch đi những cái gì mà sâu ở trong này. Dưới lớp da của mình nữa, nó làm cho làn da mình nó được thoáng, được sạch, nó không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, và nó làm cho da mình nó giống như là trẻ hóa, lấy lại cái tuổi thanh xuân cho các bạn hơn. Thì đây là mặt nạ emerald form mà Trang rất rất là thích luôn, và đây là một mặt nạ hầu như là phù hợp với mọi loại da luôn. Cho nên là khi mà các bạn nào có những cái tình trạng da yếu hoặc da nhạy cảm hay da dị ứng đều dùng được hết. Cho nên các bạn đừng có sợ về vấn đề da mình có dùng được hay không nha. Ngoài ra nữa, mặt nạ này á, thì các bạn nên dùng một tuần một lần dùm Trang thôi. Thứ nhất, đây là mặt nạ một pho với từ tính bùn khoáng của biển chết, cho nên rất tốt về da. Và thứ hai nữa là nó giá cả đương nhiên nó phải mắc hơn những cái mặt nạ khác trên thị trường Việt Nam của mình nha mọi người. Cho nên các bạn đừng có so sánh được tại sao mặt nạ này nó hơi mắc nha. Và một hũ mặt nạ như thế này á, các bạn dùng rất rất là lâu luôn, phải dùng ít nhất là phải tầm 2 tháng. Tại một tuần các bạn dùng có một lần thôi, mà các bạn dùng một lớp mỏng như vậy nè, mà một hộp như vậy là 55 ml, mà các bạn coi gì rất là nhiều. Tại vì mình thoa, mình nhìn nó thì nghĩ là ít, nhưng mà thật chất mình chỉ còn lớp mỏng trên làn da của mình thôi, rất là nhiều. Cho nên một hộp thì các bạn dùng khoảng tầm 2 tháng, nhiều khi chưa kể tuần nào các bạn mà lười nó không dùng nữa. Cho nên là các bạn phải dùng trên 2 tháng. Thì đây là một cái hộp mặt nạ rất là hữu hiệu để mà công dụng tuyệt vời mang đến cho làn da M4 của thương hiệu Series. Và đó là chiếc mặt nạ M4 của thương hiệu Series của Mỹ, và Trang đã chia sẻ cũng như là gửi đến cho các bạn thêm một sản phẩm để các bạn có thể chọn lựa trong cái việc chăm sóc và dưỡng da hơn. Về công dụng cũng như là thành phần giúp cho làn da các bạn được khỏe khoắn nè, chống lại lão hóa nè, nếp nhăn nè, dưỡng ẩm nè, và nhất là quan trọng là lấy đi những cái độc tố trên làn da của mình. Và quan trọng hơn, khi mà dùng chiếc mặt nạ này rất là thích là vì mình dùng 500, cho nên nó sẽ khác hơn những cái mặt nạ thông thường khác trên thị trường nha mọi người. Và khi mà mình dùng cái này nó rất là tiện, là các bạn không cần phải đi rửa mặt lại, mà mình chỉ cần dùng cái 500 mình hết những cái lớp mặt nạ đó ra thôi, và nó lưu lại trên làn da của mình những chất giống như là serum. Đó là những cái chất đặc biệt của trong chiếc mặt nạ M4 này mà Trang muốn gửi đến cho các bạn. Và Trang mong là các bạn, nếu mà ai chưa sử dụng cũng như là chưa trải nghiệm qua mặt nạ M4 này, cứ thử đi rồi cho Trang những cái lời bình luận dưới video này của Trang nha. Đặc biệt hơn là đối với những anh chị mà ở vùng châu Âu á, khi mà anh chị muốn trải nghiệm qua sản phẩm đến từ thương hiệu của Series á, thì dưới video này trong phần mô tả Trang có để đường link của Facebook cũng như là số điện thoại, anh chị cứ inbox vào trong đó ha. Và Trang sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh chị khi mà anh chị dùng về sản phẩm của Series. Và thứ hai nữa, nếu mà anh chị có đặt hàng á, thì anh chị cứ việc inbox cho Trang, và nhất là anh chị mà ở vùng châu Âu á, thì hàng đi cực kỳ là nhanh luôn so với là ở Việt Nam. Việt Nam thì mình sẽ đi chậm, nhưng mà ở nước ngoài đi nhanh lắm nha mà anh chị. Cho nên đó là những cái về mỹ phẩm mà Trang muốn chia sẻ cũng như là gửi đến cho anh chị để mà anh chị trải nghiệm qua thử sản phẩm của Series. Trang xin dừng video tại đây nha, và Trang cũng sẽ quay lại sớm nhất cho các bạn những sản phẩm nào của Series mà Trang dùng rồi, Trang thấy hiệu quả cũng như là ưng ý, cũng như là
hiệu quả cho làn da của mình nhất thì Trang cũng sẽ gửi đến thêm cho các bạn để mà các bạn có dễ nhiều sản phẩm hơn ha. Và Trang xin bye bye các bạn nha, và cho Trang xin luôn một like cũng như là đăng ký kênh, chia sẻ, nhấn luôn chuông kế bên để đón xem những cái video kế tiếp của Trang. Bye bye.